Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Đồ Thờ Hiền Lành làm video clip chia sẻ tới quý vị và các bạn thêm một mẫu sản phẩm, đó là một bộ hoành phi câu đối được chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ gụ Lào. Và bộ hoành phi câu đối này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng tới từ gia đình anh Trường, anh ở Hải Hậu, Nam Định. Bộ hoành phi này chúng tôi làm từ chất liệu gỗ gụ nhập khẩu từ nước Lào, có cái độ bền rất là cao và đã được chúng tôi hoàn thiện PU cánh dán bóng mờ 50. Toàn bộ các cái bản chữ là chúng tôi thép bằng vàng Đài Loan hay còn gọi là vàng công nghiệp. Vàng này khác với vàng 4/9, giá thành nó rẻ hơn. Sau khi chúng tôi hoàn thiện, chúng tôi sẽ quay lại video clip một lượt để giới thiệu tới gia đình cũng như tới tất cả quý khách hàng đang theo dõi các cái sản phẩm của chúng tôi. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào cái đường nét cũng như là thông số kích thước của bức hoành phi. Bức hoành phi hay còn gọi là bức đại tự. Bức hoành phi này chúng tôi làm với thông số kích thước là dài 1m97, chiều rộng là 67 và ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân. Chúng tôi làm ván liền tấm liền khối. Bên trong chúng tôi thiết kế một chiếc cuốn thư chạm ba chữ Đức Lưu Quang như trên hình các bạn đang xem đây, và hai đầu của cuốn thư chúng tôi chạm cây mai cạnh các cái bút kiếm. Bốn chuyện góc thì chúng tôi đục lá tây và xung quanh phần ván chúng tôi chạy chữ công. Khuôn tranh phía trên chúng tôi làm dày 7 phân, to 10 phân. Khuôn bên trên chúng tôi chạm cuốn thư và khuôn phía dưới chúng tôi chạm Louis hoa hồng. Hai phần khuôn ngang chúng tôi chạm hai cây trúc hai bên trong các cái ô đố, và xen kẽ các cái phần khung tranh này chúng tôi có chặt gấm hoa tranh. Toàn bộ đã được chúng tôi hoàn thiện PU cánh dán bóng mờ 50, rất là mịn đẹp và chữ là thép vàng Đài Loan. Bộ sản phẩm này trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng bán rất nhiều cho tất cả quý khách hàng trên toàn quốc. Gần đây nhất là chúng tôi mới bàn giao bộ hoành phi câu đối dát vàng 4/9 cho khách hàng tại Quảng Ninh. Quý khách có thể vào trang chủ để xem thêm. Bức hoành phi cộng với đôi câu đối này đang được người dân đánh giá là mẫu thịnh hành, và cũng gửi tất cả các cái phản hồi về Zalo 0986 883349 để cho cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều các cái giải đáp thắc mắc của quý khách về hoành phi câu đối. Quý khách hãy bình luận ở phía dưới video thì chúng tôi sẽ nhận được, chúng tôi sẽ giải đáp. Mẫu câu đối này chúng tôi làm với kích thước đó là dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân. Phía trên chúng tôi chạm rơi rơi ngậm đồng tiền hay còn gọi là ngũ phúc kim tiền. Phía dưới thì chúng tôi chạm lãng hoa quả đào, và xung quanh phần bo diềm chúng tôi đã làm bo cong và có các cái cây tứ quý tượng trưng cho bốn mùa: tùng cúc trúc mai hay là xuân hạ thu đông. Bên trong thì chúng tôi chạm 7 chữ tổ tông công đức thiên niên thịnh. Bên về trái chúng tôi chạm là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh, 7 chữ hán nôm, và đi kèm theo đó là có các phụ đề tiếng Việt ở phía dưới đã được chúng tôi thép vàng Đài Loan. Đây, chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bộ sản phẩm hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ gụ. Thì video này đang được quay trực tiếp tại cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Rất nhiều người đang nhầm lẫn giữa các cái câu đối phẳng với câu đối rơi lẵng. Và câu đối rơi lẵng này cũng có rất nhiều điểm khác biệt so với các cơ sở khác, nên là khách hàng đã chọn cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành để đặt hàng thì quý khách hãy bỏ ra từ 5 tới 10 phút để xem kỹ các cái đường nét chạm điêu khắc rơi rơi của chúng tôi. Nhìn rất là có hồn. Toàn bộ các cái viền này chúng tôi xin nhắc lại, đó là các cái viền bo cong rất là đẹp. Về trái chúng tôi chạm là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Ý nói là con cháu mà có hiếu thì muôn đời được hưởng vinh hoa phú quý. Một bên thì là tổ tông mà có công đức thì là
muôn đời thịnh. Cầu đối chúng tôi làm kích thước là dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân. Trong video chúng tôi vẫn nhắc lại để cho quý khách có thể biết được và tham khảo. Và toàn bộ phần ván trong đại tự là chúng tôi làm dày 3 phân. Và đằng sau thì chúng tôi có nong 3 thang én để giữ cho ván không bị cong vênh. Nếu là kích thước 2m17 thì chúng tôi làm 5 thang én. Cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ của đình chùa miếu mạo đã qua sử dụng lâu năm, cũng như các cái nhà thờ tư gia. Thì quý khách có đồ thờ cũ trùng tu, quý khách hãy liên hệ trực tiếp về Zalo 0986 883349 hoặc 0985 226684. Cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã đặt hàng trong thời gian vừa qua, cũng như quý khách đang xem video. Và video này đang được quay trực tiếp tại xưởng đồ gỗ Hiền Lành ở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Đồ gỗ Hiền Lành cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng đã ủng hộ đồ gỗ Hiền Lành trong thời gian vừa qua, và cũng như khách hàng đã đặt hàng online. Chúng tôi sẽ bàn giao sớm nhất các cái bộ sản phẩm đẹp tới tay khách hàng, cũng như các cái đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ. Quý khách nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh. Và cảm ơn tất cả quý khách xem video. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.